Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Trước khi đến với thử thách ngày hôm nay của chúng ta thì mình sẽ đi trao giải cái mini game thứ 7 tuần trước đã nhá. Ok, thì hôm trước mình có đặt ra một câu hỏi, đó là sinh nhật Ghana Free Fire là ngày bao nhiêu. Thì thực ra là cái này chỉ cần tra nhẹ Google cái thôi là đã ra rồi. Nhưng mà có rất là nhiều bạn trong kênh của mình comment đang bị nhầm lẫn giữa ngày sinh nhật với lại ngày tổ chức sinh nhật đấy anh em ạ. Ngày sinh nhật thì đương nhiên là chỉ có một thôi, làm gì mà có ai mà sinh ra tận hai lần đâu. Thực ra thì mỗi năm ấy, Ghana Free Fire thì sẽ chọn một ngày để mà làm tổ chức sinh nhật. Chẳng hạn như là sinh nhật 1 tuổi thì vào ngày 11 tháng 8 này. Xong rồi 2 tuổi thì vào ngày 24 tháng 8 này. Xong rồi 3 tuổi thì vào ngày 23 tháng 8. 4 tuổi thì ngày bao nhiêu ta? Anh em mà biết thì comment bên dưới cho mình nhá. Còn 5 tuổi thì đương nhiên rồi là ngày 28 tháng 8. Vậy nên là cái đấy nó chỉ là ngày gọi là tổ chức sinh nhật thôi. Còn ngày sinh nhật thực sự của con game thì là ngày đầu tiên phát hành con game đó nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tìm xem là có ai trả lời chính xác hay không. Đấy, có rất là nhiều bạn comment ngày 28 tháng 8. 28 tháng 8 thì nó chỉ là một cái ngày tổ chức sinh nhật thôi nha. Mỗi năm thì nó một ngày khác nhau mà. Đây, có một bạn comment chính xác này. Chính là bạn Sang Tăng. Đấy, ngày 4 tháng 12 năm 2017. Đó, đó là ngày sinh của game Ghana Free Fire đấy. Nhưng mà thực ra thì do là bạn đã chỉnh sửa rồi nên là mình sẽ chọn cái comment của bạn Nguyễn Đình Ninh nha. Đấy, nếu như bạn Nguyễn Đình Ninh mà có xem được cái clip ngày hôm nay thì vui lòng nhắn tin qua Facebook của mình để nhận giải nhá. Rồi, ok, xong. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chọn ra 3 bạn may mắn để trao cho mỗi bạn 20k hạnh phúc của mình nha. Thì do là rất là ít người trả lời chính xác nên là ở cái vòng mà chọn người may mắn ấy, thì mình sẽ tính cả là những cái đáp án nào mà nói ngày tổ chức sinh nhật cũng được nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi để xem ai là người may mắn nào. Vâng, bạn đầu tiên có tên là Dương Bùi. Nhưng mà tại sao lại là ngày 15 tháng 8 ta? Hay thiệt chứ. Rồi, ok. Bạn tiếp theo tên là Hưng Phàm, nhưng mà chỉ có comment mỗi một cái là sinh nhật 5 tuổi thôi, chứ không có comment ngày. Vẫn chưa hề có ai. À, đây rồi. Bạn đầu tiên cháy miễn phí 28 tháng 8. Ok, chúc mừng nha. Chúng ta sẽ tìm bạn tiếp theo nào. Vâng, tiếp theo là bạn Đông Giang. Nhưng mà rất tiếc là trả lời sai rồi. Cái sinh nhật 5 tuổi diễn ra vào ngày 5 tháng 8 thì đúng rồi đấy. Nhưng mà ấy, mình hỏi là sinh nhật game Free Fire là ngày nào, chứ mình có nói là diễn ra từ ngày bao nhiêu đâu. Đây, ok. Bạn tiếp theo là bạn có tên là Tinh TikTok nha. 28 tháng 8 là ngày chính của cái sinh nhật năm nay. Rồi, cuối cùng là bạn KS. Chúc mừng ba bạn may mắn nha. Anh em mà không trúng được giải thì cũng đừng có buồn. Tại vì là thứ bảy tuần nào thì mình cũng sẽ tổ chức cái mini game. Nên là tuần này không được thì cố gắng tuần sau tham gia nhá. A few moments later. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì đương nhiên rồi, sẽ vẫn là một cái thử thách nha anh em. Và thử thách ngày hôm nay của chúng ta sẽ là sử dụng súng liên quan tới điện để lấy top 1 đấu danh. Một thử thách được đặt ra bởi một bạn có tên là Vũ Hà. Đấy, thì mình sẽ sử dụng XM8, MP40 hoặc là GZA hay là M1887 gì đó. Nếu như mình nhặt được anh em nhá. Hiện tại thì mình mới có nhặt được cây XM8 thôi. Bên kia thì cũng có một thanh niên ở đây cùng với mình. Nhưng mà do là mình chưa súng tầm gần, đâm ra là mình cũng chưa muốn đẩy lên ẩu quá. Mấy khi mà vừa vào trận kiếm một cây súng đâu anh em, nên là phải từ từ. Hình như là bạn ấy chạy rồi sao ấy. Tưởng là qua đôi co với mình cơ, nhưng mà thấy mất tiêu rồi. Ok, không sao. Bạn ấy không muốn giao tranh thì mình cũng không ép anh em ạ. Vội vàng làm gì đúng không? Mình đang thiếu súng tầm gần mà. Mấy hôm nay sau khi mà mình chơi cái chế độ solo nhiều ấy, thì mình chợt nhận ra rằng là ở cái chế độ solo anh em, mấy bạn ấy bắn nhau nhanh lắm. Nhoong 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 một cái thôi là đã thấy trên bản đồ chết gần hết rồi. Kiểu như là mình đang đi ghép ngẫu nhiên với lại đi team quen ấy, xong cái tự dưng quay sang cái bên này, cái tự dưng nó bị ngộp. Kiểu như là tự dưng biểu, ủa sao tự dưng chết nhanh dữ vậy ta, chưa kịp làm gì mà bản đồ gần chết hết rồi.
Yếu rồi anh em, khá là yếu rồi. Hình như là một bạn nữ không phải. Không chạy à bạn ơi? Cho mình xin cái tên của bạn đi nào. Này thì nấp này. Ui dồi ôi, ai lại như thế bao giờ hả bạn? Thôi mình xin nhá. Đồ ngon quá trời ngon. Tiếc. Quá tiếc anh em ạ. Đây rồi. Lại một thanh niên nữa. À, quay lại lụm đồ kìa. Ủa, làm gì đấy bạn ơi? Làm gì đấy bạn ơi? Có chờ nô rồi. Lẹ thế. Ok, mình tới luôn đây này. Mặc dù là không có súng tầm gần đâu nhưng mà chơi luôn anh em ạ. Bắt buộc là phải hổ báo thôi chứ ngại ngùng cái gì. Ngại ngùng cái gì nữa. Mình xin nhá. Mãi mới được một kill thứ hai. Tìm gần hết cả cái bản đồ mới thấy người. Bạn ấy dùng mác anh em ạ. Mình vẫn chưa tìm ra cái súng vận chiến cho mình. Chạy hoài nãy giờ luôn. Hôm nay có khi nào lại bắn mình cái cây XM8 này không ta? Chẳng nhẽ làm thử thách liên quan tới điện lại bắn mỗi một cây à? Nghe nó có vẻ hơi sai sai nhở. Khó ghê ta. Lục tung ở cái đảo quân sự lên rồi vẫn không thấy một cây nào tầm gần ạ. Hay thiệt chứ. Mà trong khi là có bao nhiêu cây tầm gần liên quan tới điện lận. Trên này có ai không? Ấy có người đấy. Chắc là mình sẽ giết người mình kiếm súng thôi. Tại vì là MP thì cũng dễ kiếm thôi mà. Dừng lại đi bạn ơi, dừng lại. Đây để mình xem trong này có gì không. Ôi dồi ôi, lại Ska nữa à. Đợt này Ska mạnh, đâm ra thấy cho Ska nhiều thế. Nào xem nào. Ui có người. Có người bên này này. Từ từ nha. M249 kìa. Mình đâu có cần M249 đâu. À đây rồi. Ngon rồi anh em ơi. Cuối cùng thì cũng tìm được súng tầm gần rồi anh em ạ. Sắp hết game đến nơi rồi. Bây giờ mới tìm ra súng tầm gần thế này. Nhưng mà không sao. Méo mó có hơn không. Ít nhất là về cái bao cuối này có súng tầm gần nó vẫn sẽ an toàn hơn là chỉ có mỗi cái M8. Kìa bên trong kìa anh em. Mình có nên công luôn vào không? Ui, bông keo lựu đạn quá trời này. Ngon. Ok, mình sẽ chờ anh em ạ. Các bạn sẽ chạy bò sớm thôi. Xem nào. Di chuyển cho các bạn ơi. À đây 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 đây, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Trên nhà này có hai người. Các bạn lên đây bắn nhau đúng không? Đây mình góp vui nhá. Ơ kìa, trượt kìa. Cứ nghĩ là cái trái đấy trúng chắc rồi. Ai dè đâu trượt. Trên nhà có hai người. Phía sau mình có một người. Mình tính là sẽ cam thanh niên ở trên nhà. Nhưng mà thôi nha bạn. Bên dưới này đang có người này. Cam cái lơ nga lơ ngơ lại bị kẹp giò thì ôi trời ơi luôn. Hey, cứ vào trong bo kiếm chỗ nào đẹp đẹp xong rồi tính tiếp. Đằng nào thì người cũng còn đông mà đúng không? Vội vàng làm gì? Bên dưới có bắn nhau. Bên trên vẫn không hề thấy các bạn ấy di chuyển bo ạ. Kìa, bên dưới người kìa. Gấp này. Rồi xong. Được đúng 2 viên. Hình như là 3 viên hay sao ấy. Trên đồ có bắn nhau đây rồi đây. Thôi của mình. Kill. Còn một. Mình sẽ công lên luôn. Bạn ấy yếu lắm rồi. Hai bạn bắn nhau mà để mình cover mình ăn hết thì cũng không có ổn cho lắm nhỉ. Ô, vẫn còn à. Thắng vậy. À đây đây, chạy bên này rồi. Bắn cái súng gì mà ghê thế hả bạn? Bơm máu ai lại bơm ở trên cái chỗ mà đồng không bông quạnh thế kia bao giờ. Ẩu quá ẩu rồi. Đấy, người ta phải đặt keo lại xong hắn bơm máu. Ờ, mà quên. Bạn đi làm gì có keo đâu. Mình nhầm anh em ạ. Bình thường thì nếu như mình chạy vào bo thì mình sẽ đặt keo xong rồi mình bơm máu. Nhưng mà mình quên rằng là bạn ấy không hề có keo. Còn 3 người nữa thôi. Yếu 1. Không biết anh chàng bên dưới có nhiều bông keo không. Ây da. Ông chết kìa anh em. Hai bạn ấy đang ở thế gọng kìm nhau. Mình sẽ là người cover.
Có khi nào hôm nay mình lấy top 1 mà không cần dùng tới cây MP luôn không ta? Ấy, công lên nhau kìa. Thở kìa anh em. Ok, các bạn công nhau rồi, cover cứ để mình. Cái cây X-M8 lôi thần này ở trên cao bắn xuống được tăng sát thương. Lộ, ê. Wow, bạn ấy công thẳng tới mình kìa. Công thẳng tới mình này. Công thẳng tới mình này. Công thẳng tới mình này. Ok, mình qua đây bạn ơi. Bơm máu đi bạn. Bơm máu đi bạn. Rồi dính nhá. Không chạy đúng không? Không di chuyển đúng không? Không di chuyển này thì không di chuyển này. Ây da, đặt keo chuẩn thế. Không di chuyển này. Nào, ra đây bạn ơi. Ra đây, ra đây. Đúng rồi, xảy đi. Ô kìa, di chuyển ẩu này. Ui, thì ra là bạn ấy di chuyển ra xa để bạn ấy né cây MP của mình. Tính one shot hay gì? Tuyệt vời anh em. Một trái liệu là quyết tất cả rồi. Ok, như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành anh em nhé. Nếu như mà anh em mà có bất kỳ thử thách gì thì cứ comment nhẹ nhẹ xuống bên dưới cho mình nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.